Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Viettel Store TV. Trên tay mình đây đang là sản phẩm Oppo Reno phiên bản tiêu chuẩn, tức là sản phẩm Reno đang được bán với mức giá khoảng 13 triệu đồng. Và với cái mức giá này thì mình thấy sản phẩm này nó có khá nhiều điểm thú vị cũng như là có một số điểm trừ nhất định. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem chiếc máy này với mức giá 13 triệu chúng ta sẽ nhận được gì và chúng ta sẽ phải đánh đổi cái gì khi mà chúng ta bỏ tiền ra để mua chiếc Oppo Reno này nhé. Và một chút, nếu như bạn đang quan tâm những sản phẩm Oppo Reno, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Link mình sẽ để phần mô tả của video nhé. Cái điểm đầu tiên mình muốn khen chiếc Oppo Reno này đính chính là phần thiết kế. Các bạn thấy đây là một sản phẩm có một cái thiết kế khá là cách tân, thiết kế rất là đẹp, độc và lạ. Mặt lưng này thì được làm bằng kính, tuy nhiên là Oppo đã gia công mặt lưng này là nhám, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Những bạn nào mà hay ra mồ hôi và dấu vân tay thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng cái sản phẩm này nó sẽ ít để lại dấu vết hơn, cho nên cái sản phẩm này mặt lưng nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn. Và Oppo cũng rất là chăm chút đến người tiêu dùng cũng như là để ý đến thói quen của người sử dụng. Khi mà cái cụm camera này mình đánh giá rất là cao, nó không lồi một chút nào luôn các bạn ạ. Nhưng Oppo vẫn làm cho chúng ta một cái gờ nhỏ ở đây để khi các bạn đặt máy xuống mặt bàn thì cụm camera này nó sẽ không tiếp xúc với mặt bàn. Nhờ đó thì cụm camera chúng ta sẽ không lo bị xước trong quá trình sử dụng. Máy thì được trang bị đầy đủ cổng kết nối cả jack cắm tai nghe 350mm nữa. Đây là một điểm cộng rất là lớn khi mà ở trong phân khúc giá tầm 13 triệu đổ lên ấy, thì hầu hết các hãng đều đã loại bỏ cổng tai nghe 350mm rồi. Vẫn là về phần thiết kế thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng Oppo Reno được Oppo thiết kế các cụm phím tăng giảm lượng và phím nguồn đây, tức là các phím chức năng, nó rất là hợp lý. Độ cao vừa phải, mình hoàn toàn không cần phải với tay để sử dụng phím nguồn hay là phím tăng giảm âm lượng. Do đó, với những người có bàn tay tương tự như mình hoặc là những người có bàn tay nhỏ hơn thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc Oppo Reno này một cách thoải mái mà không cần lo phải cấn hoặc là khó chịu. Rồi với 13 triệu thì ở mặt trước chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước rất là lớn, 6,4 inch, cùng với đó là độ phân giải Full HD Plus. Nhưng mà cái điểm mình thích thú cũng như là điểm cộng mà mình cho sản phẩm này đó chính là ở cái tấm nền. Khi mà máy được trang bị tấm nền AMOLED và nhờ cái tấm nền này cho nên là chúng ta sẽ có một màu đen sâu hơn. Đặc biệt là với các gam màu nóng thì sẽ được đẩy lên cho nên là nhìn rất là rực mắt. Cá nhân mình là một người thích những màu sắc rực rỡ cho nên là mình thấy cái màn hình này hoàn toàn khiến mình hài lòng. Kèm với đó là nhờ tấm nền AMOLED dẫn đến việc là viền màn hình nó rất là mỏng. Các bạn có thể thấy là viền hai bên hầu như là các bạn có thể coi là không có viền màn hình. Còn viền trên mỏng và viền dưới cũng đã được cải thiện đi rất là nhiều so với những cái thế hệ Oppo trước đây. Ngoài ra nhờ tấm nền AMOLED cho nên là Oppo đã có thể thêm cảm biến vân tay ở dưới màn hình. Về thao tác thêm vân tay thì nói thật là cái tốc độ thêm vân tay của chiếc Oppo Reno này nó vẫn chưa thực sự khiến mình hài lòng, khi mà tốc độ thêm vân tay nó chưa thực sự nhanh. Đây, các bạn có thể thấy mình có thể thêm vân tay luôn cho các bạn. Thì tất nhiên là cảm biến vân tay dưới màn hình nó sẽ không thể nào mà đạt tốc độ ghi vân tay nhanh như cảm biến vân tay một chạm được. Nhưng mà với một số sản phẩm đang được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình thì mình thấy chiếc Oppo Reno này thêm cảm biến vân tay nó hơi chậm. Và mình cảm giác rằng tốc độ mở khóa nó cũng tương đương với những cái cảm biến vân tay một chạm trên những mẫu smartphone khác đang có mặt trên thị trường. Và đây là một điểm cải tiến rất là lớn khi mà các bạn còn nhớ chiếc Oppo Reno7 Pro cũng được trang bị cảm biến vân tay mặt trong màn hình, nhưng tốc độ mở khóa thì không được nhanh bằng Oppo Reno. Nói về phần thiết kế không thì cũng chưa đủ, chúng ta sẽ nói về phần cấu hình. Chiếc máy được trang bị mức RAM tối thiểu là 6GB, ngoài ra các bạn có thể lựa chọn một phiên bản nữa là 8GB. Chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 256GB, đây là phiên bản có trên tay mình, đây là 6GB và 256GB. Và với cái dung lượng bộ nhớ trong lớn như vậy thì mình hoàn toàn có thể lưu trữ game, ứng dụng cũng như là ảnh và video chất lượng cao mà không lo bị hết dung lượng. Ngoài ra thì cái giao diện ColorOS của Oppo thì cũng rất là đơn giản, trực quan, mọi icon thì đều được bày trên màn hình và các icon thì được bo cong rất là mềm mại, cho nên là mình cảm giác là đây là một giao diện tuy nó chưa được tinh tế bằng những cái sản phẩm Samsung Galaxy nhưng mà đây là một giao diện rất là nhẹ, rất là trực quan, tốc độ khởi động ứng dụng nó rất là nhanh và độ phản hồi thì gần như là ngay lập tức. Ngoài ra cái giao diện ColorOS 6 này của Oppo cũng có một số tính năng rất là thú vị, ví dụ như chúng ta có thể vuốt từ cạnh sang để truy cập các phím tắt nhanh này, chúng ta có thể vuốt ba ngón tay để chụp ảnh màn hình cũng như là vuốt ba ngón tay vào trong để khởi động camera. Đây là một số tính năng khá thú vị mà các bạn không thể tìm thấy trên những sản phẩm khác. Rồi, chúng ta sẽ nói về viên pin. Máy được trang bị một viên pin với dung lượng khá ổn là 3765mAh. Nhưng mà điểm cộng ở đây chính là sạc nhanh VOOC 3.0 với công suất sạc tối đa lên đến 20W. Và các bạn chỉ cần sạc 30 phút thôi là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này thoải mái rồi. Và nếu như bạn muốn sạc đầy viên pin này thì các bạn cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng đến khoảng 1 tiếng 10 phút là các bạn hoàn toàn có thể sạc đầy viên pin cho chiếc máy này rồi. Một trong những đặc sản của những sản phẩm Oppo đó chính là camera, và trên chiếc Oppo Reno cũng không phải là một ngoại lệ.
Cụm camera sau có độ phân giải rất là cao, 48 megapixel cộng với lại camera phụ với độ phân giải 5 megapixel. Khẩu độ camera chính rất là lớn, lên đến f/1.7, và nhờ cụm camera này thì ảnh có kích thước lớn hơn, sắc nét hơn cũng như là thu được nhiều ánh sáng hơn ở các chế độ chụp ảnh khó khăn như là thiếu sáng hoặc là ánh sáng trong nhà. Camera trước thì được thiết kế rất là đẹp với cụm camera. Năm nay Oppo không làm camera thỏ thuộc dạng module đơn thuần nữa mà đã sử dụng một cụm camera có một cái thiết kế mới gọi là vây cá mập. Các bạn có thể thấy nó sẽ là một cái đường chéo lên như này, và cái cụm camera này nó cảm giác như đây là một cụm camera chất lừ về thiết kế cũng như là rất đẹp về trải nghiệm. Cụm camera này cho mức độ làm đẹp vừa phải cùng với lại những cái tính năng chụp ảnh hấp dẫn và kết hợp với AI khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cái sản phẩm này, rồi sau đó là up ảnh lên Facebook hoặc Insta mà không cần phải sử dụng app của bên thứ ba. Đó là những điểm cộng trên chiếc Oppo Reno. Vậy bây giờ sẽ là những điểm trừ. Điểm trừ thứ nhất, một điểm mình coi là khá đáng tiếc thôi chứ không phải là một điểm trừ lớn, đó chính là con chip Snapdragon 710. Với phân khúc 13 triệu đồng thì mình cảm giác con chip Snapdragon 710 nó vẫn chưa thực sự xứng đáng. Mặc dù hiệu năng của nó vẫn rất là cao, điểm GPU của nó cũng rất là cao, tuy nhiên là về CPU thì nó sẽ thua thiệt hơn một chút so với con chip Snapdragon 675. Và với phân khúc giá 13 triệu đồng thì mình nghĩ Oppo nên trang bị cho nó con chip Snapdragon 730 sẽ xứng đáng hơn. Tiếp đến là máy không hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Nói thật là bộ nhớ trong 256GB với mình thì đã dư sức rồi, nhưng với một số bạn mà có nhu cầu lưu trữ lớn hơn thì các bạn sẽ phải cân nhắc sử dụng cái sản phẩm này, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD được. Và điểm trừ cuối cùng trên sản phẩm này đó chính là về khả năng quay video. Mặc dù quay video ở độ phân giải 4K rất là sắc nét, rất là đẹp, tuy nhiên khả năng chống rung của máy chưa được tốt, cho nên là nếu như các bạn nào mà run tay hoặc là không thể cầm chắc tay khi quay video được thì các bạn nên sắm những sản phẩm gimbal để các bạn có thể tận dụng được hết sức mạnh của camera 48MP này cũng như là khả năng quay camera 4K trên sản phẩm Oppo Reno. Và rồi mình vừa cùng các bạn phân tích những cái điểm lợi cũng như là điểm trừ khi mà chúng ta bỏ 13 triệu ra để mua những sản phẩm Oppo Reno. Ý kiến của bạn ra sao? Cá nhân mình thấy đây là một sản phẩm khá là đáng đồng tiền bát gạo. Ngoại trừ một số điểm gợn nho nhỏ ra thì đây vẫn là một sản phẩm có thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng. Và các bạn cũng đừng quên, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những sản phẩm Oppo Reno tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.